Thật ra thì cụi chỉ thử các bạn thôi, bởi vì văn hóa trong ngày Tết Trung Thu cũng như chiếc bánh truyền thống, đây là một trong những nét đẹp của người dân Việt Nam. Bánh có hình tròn được nướng lên á, thì có mùi thơm. Và đặc biệt hơn hết, các bạn để ý đi, các bạn đâu có ăn bánh Trung Thu một mình đúng không? Đúng rồi. Chúng ta sẽ phải chia ra cho rất nhiều người. Và đây cũng là một trong những giá trị văn hóa của người Việt Nam, đó là chia sẻ yêu thương. Và ngay bây giờ, để phát huy được tinh thần này cũng như mang đến cho các bạn thông điệp giá trị, chúng ta sẽ cùng đến với liên khúc Chi Bánh Chi Vui, Lồng Đèn Giấy Kính và Tết Đoàn Viên. Chia chia bánh em chia niềm vui, chia lồng đèn ta chơi chung cả nhóm. Mình chia chiếc bánh được thêm nụ cười, thêm những niềm vui, thêm bao người bạn. Em chia chiếc bánh thành nhiều phần ăn, mỗi người một khoanh, mỗi người một miếng. Mình ăn để biết chứ đâu cần no, mình chơi để vui chứ đâu cần dành. Có ai chưa từng chơi Tết Trung Thu? Dù bạn thắp đèn đèn sáng giữa đêm, bướm hoa con thuyền và những ngôi sao. Sao Trung Thu năm nay đốt đèn để đứa chia hàng ở tận trên cao, lung linh màu trăng sáng ngồi đó bên bạn bè, chia nhau chiếc bánh mỗi người một miếng, ấm lòng khoảnh khắc an yên. Dạ con chào ông ạ, dạ con chào bà nè, hôm nay cả nhà đông đủ quay quần họp mặt cùng Tết đoàn viên. Có chiếc đèn ông sao như bước ra từ chuyện cổ tích, có chú cụi ôm góc ta hát ngân nga đêm trăng rằm. Chúc cho người ở xa mau được về nhà sẽ chia đoàn tụ, còn gì mà xuân vầy ấm áp bằng Tết Trung Thu. Tết Trung Thu là Tết đoàn viên, ghé qua thăm nhà của ông bà, trước sân ra ăn bánh uống trà, nhưng tiếng cười rộn rã trong nhà. Chúc cho bao người ở thật xa có thể quay về nhà chốc lát, bữa cơm quay quần bên trước bàn. Tết Trung Thu là Tết đoàn viên. Chia bánh